lình lặng. Mình là Phật. Nghe nói lình lặng. Mình là Phật. Lặng quá. Đây là cái đường đi vô của cái chùa Thiền Viện Chân Nguyên nha các bạn. Cái đường nó đi phải chịu, mình phải chịu thôi. Rồi, bây giờ rồi. Mới đi vô cái cổng rồi. Bây giờ quay, tại vì chưa bây giờ tới đây á, lần đầu tiên Tám với chị Khanh mới tới đây thôi, lần đầu tiên luôn, cũng chẳng biết đường ở đây nó gọi là đây hết. Là cái Thiền Viện Chân Nguyên thì nó nằm ở bên Riverside và từ cái Orange County là từ ở trên chỗ mà Santa Ana của mình lên tới đây á là khoảng 1 giờ 1 tiếng 45 phút. Ok, đó là không có kẹt xe và hôm nay thì trời trên này cũng rất là mát, không có bị nắng. Thì bởi vì đâu thấy cầm dù đâu thấy không? Một cái linh thiêng của trên Thiền Viện Chân Nguyên khi mà người ta sáng lập ngôi thiền viện này là từ năm 2007 và khi mà chị biết được là khi mà dựng cái ngôi chùa này lên thì em đã biết là cái tượng Phật Bà rất là cao, ok, và rất là nặng và khi mà dời về đây á nó cũng không phải là một cái chuyện dễ, ok, nhưng mà somehow bởi cái sự linh thiêng và những cái lời cầu nguyện của tất cả Phật tử cũng như là cái thầy chủ trì của chùa này nên cái chuyện mà mình đem được cái tượng Phật Bà Quán Thế Âm dựng lên nơi đây một cách rất là suôn sẻ. Và ngược lại thì khi mà chị cũng biết được là có những cái câu chuyện về những người mà người ta bị bệnh, có những người ta bị bệnh ung thư hoặc là bị những cái gặp những cái chuyện không may xảy ra trong cuộc đời của họ thì họ thường thường họ tới đây họ cầu nguyện, thì những lời cầu nguyện với những cái thành tâm thì lúc nào Phật Bà cũng linh ứng, ok, thì bắt đầu chúng ta nghe hương nha. Nó nói là nó lên thì cầu linh lắm, lúc mà cũng giống như là Đức Mẹ Long Bích gì đó, đúng rồi. Đó cũng là linh như vậy đó, là ví dụ như ở bên đạo Chúa thì có Đức Mẹ Long Bích, rồi có những cái nơi khác, còn ở bên Phật thì người ta nói là ngay cái chùa này rất là linh là lắm luôn đó. Thì bây giờ mình bắt đầu mình quay nha, quay trong đây nha. Đây là tượng Phật Bà Quan Âm, và cái tượng này là cái tượng rất là linh thiêng và thường thường người ta tới đây người ta thường đi cầu nguyện. Trời mát quá, đẹp quá ha, đẹp quá xanh ha. Đây là một cái đường dài có nhiều cái bức tượng, thì mỗi một cái nó có một cái ý nghĩa khác nhau thì mình sẽ đi tới từng cái tượng một để mình giải thích cho chị các bạn không? Nghe nha. Mình tới mình coi nè, không mình ta biết, biết cái này không? Thật sự nhiều lắm, chị không có hết nữa rồi. Chị thật sự chị có biết rất là nhiều về Phật Bà Quán Thế Âm, bởi vì từ nhỏ tới lớn là chị đã được dạy và đã được và đó là chị có sự tôn sùng rất là nhiều về Phật Bà Quán Thế Âm, tại vì có những chuyện nó đã linh nghiệm, nó đã linh ứng đến cho cuộc đời của chị nên thì biết nhiều về Phật Bà Quán Thế Âm. Thì đây là A La Hán Quán Giang. Quá Giang. Quán Quá Giang. Quá Giang. À, Quá Giang. Rồi qua đây. Thấy hai ông này cũng nhau hả? Không, khác nhau. Đây cũng là A La Hán nhưng là A La Hán Kháng Môn. Kháng Môn. Uh-huh. Em nhìn từ từ giống nhau, em tưởng giống nhau. Tất cả những cái tượng này là về A-la-hán nhưng mà mỗi một ngày cái này cũng một A-la-hán có một cái tên khác nhau. Trầm tư. À, A-la-hán trầm tư. Ồ, là ngồi á, đó, để cái tay trên cái cầm đó, trầm tư đó. Là A-la-hán gì đây? A-la-hán khai tâm. À, khai tâm. Khai tâm. Ồ, trên ngực có một cái Phật
phục hổ. Phục hổ à, là coi như là phục con hổ này hả? Hổ này nó sợ ông A-la-hán này à. Dữ ha. Trời, mặt ngầu ghê luôn. Chắc cái này phục dòi quá. Kỵ tượng là sao? Tượng là voi đó. Đó. Kỵ con voi hả? Phải đâu, phải kiện voi đâu. Kỵ tượng nè. Kỵ tượng mình về mình đọc sách nha. Sorry nha. Đi quay chứ không biết gì trơn trời à. Đó nè. Kỵ tượng coi à, hàng long đây. À hàng long. A la hán hàng long. Long là con rồng á chị. Đúng rồi. Và mỗi một cái tượng như vậy là một có một cái gia đình Phật tử người ta cúng dường, nghĩa là à, người ta tặng cái tượng này cho cái chùa này. Chùa. Đây là cái gì đây? A-la-hán Trường Mi. A-la-hán Trường Mi là sao? Là chắc là Trường Thọ, Trường Thọ hả? Còn mình ghi là lộc là chắc là về tiền tài. Tiếu sự là bộ tiếu lâm lắm mà. Hoan hỷ. Chắc vui lắm mà. Ờ. Chắc không A La Hán này vui nè. Tiếu sự nè các bạn. A La Hán tiếu sự nha. Đây là A La Hán này đây. Cử bát. Cử bát. Ủa cử bát là ông chắc ông đang cầm cái bát á. Là cái chén á. Ừ hả. Cử bát nha. Không ừ. À, dài dễ sợ không thôi. Ai dài chưa? Ồ, à, khánh hỷ. Khánh hỷ là hoan hỷ, là lúc nào cũng vui hết. Khánh hỷ. Đây là A-la-hán thác pháp. Cái này là những cái gì hay mình đi mình khoái nhĩ. Khoái nhĩ. À, à là hán khoái nhĩ. Đúng không? Thấy không? Khoái nhĩ. À, khoái nhĩ là chỉ là lỗ tai á, là mặn nhĩ á. Nhĩ là nghe. Là... nghe. À, là nghe. Ổng khoái quấy lỗ tai. Không phải là nè, thấy cái tai ổng quấy lỗ tai không? Nhưng là nghĩa là cái meaning của nó là giống như là bây giờ em giống như em mình đi, ok, mình chỉ muốn dùng cái những lời hay ý đẹp để mà em nói người ta, cũng như em không có nói xấu người, em không có dùng những cái lời nói của em để mà em làm buồn người khác, em hiểu không? À, cái ý nghĩa của nó vậy đó quá. Cũng như người ta dạy với em gì đó. Đây là ok, a la hán tĩnh tọa là em thiền. Ok. À, là tĩnh tâm á. Ờ, tĩnh tâm. Em biết không? Là ngồi tĩnh tâm đó. Nè, tĩnh tọa là hán tĩnh tọa nè. Thì đó khi mà em nghĩ đến a la hán tĩnh tọa là tất nhiên là em phải khi mà em dằn cơn nóng giận mình xuống. Ok, em trầm tĩnh lại. Ok, em control cái sự tức giận của mình, tại vì khi em tức giận á là em sẽ nói những lời không hay đến cho những người khác, và cái đó là em sẽ a la hán ba tiêu. Ba tiêu. Trời, có bông tai bự chưa? Ba tiêu nè, a la hán ba tiêu. Ý trời muốn mưa chị ơi. Ừ. Trời muốn mưa ý chứ cha. Ủa chừng nó mưa. Còn hai cái tượng nữa thôi. Hai tượng nữa thôi. Đáng rồi, sắp mưa rồi. Ừ. Đây là a la hán thám thủ. Thám thủ ngồi mộ. Nè, a la hán thám thủ nha các bạn. Đó. Rồi còn tượng cuối cùng. Thank you.
đại là cái gì biết không? Bố đại là gì? Là bố thí. Ok, trong cái Phật giáo của bên Phật giáo đó, thì hạnh bố thí cũng là một cái hạnh, giống như là mình có cho ra, mình có giúp đỡ, mình có cho ra thì mình mới nhận lại. Chị Khanh đang thắp nhang cho Phật bà. Mình quay lại tượng Phật bà. Bên trái của Phật bà là có một cái tượng. Chị Khanh chỉ đang thắp nhang thì Tám đi qua đây Tám quay cái tượng nha. Cái tượng bên trái của tượng Phật bà là tượng gì? Bên trái của tượng Phật bà là cái tượng Phật. Đây. Người Tám cũng không có rành là cái Phật gì nữa. Phật này là Phật gì Tám không có biết. Tại vì Tám mình đạo Chúa đó. Cho nên là Tám không có biết đâu các bạn nha. Bạn tự coi xong các bạn biết ngờ. Tám cũng không có biết nữa. Tám chỉ biết quay thôi à. Nè, bên này nữa. Bên này là cũng cái tượng Phật cũng rất là đẹp. Mà Tám cũng không biết là Phật gì nữa. Mà đang mưa lâm râm. Phật này đẹp ha. Ở trong chùa không có một bóng người luôn đó các bạn. Nè, Phật tượng Phật này thì xung quanh đây có mấy cái tượng nhỏ nhỏ là ngồi đang ngồi giống như thầy tu á, đang ngồi chắp tay đây. Thầy Tám chiếu mấy thầy tu đang ngồi đây. Khanh chị thắp nhang xong rồi. Ồ, mấy cái này đẹp quá. Mỗi nơi đều có một cái tượng Phật, và tất cả những cái tượng Phật và tất cả những cái lư ở trong chùa này là đều do tất cả các Phật tử cúng dường. Ôi dạ. Wow. Trước Phật cũng có mấy cái tượng này đây. Bên kia cũng quá trời tượng luôn kìa. Ở bên kia cũng tượng bự không. Ở đây cũng có mấy tượng lạ ghê. Đây nè. Mình không có hiểu là cái tượng nhỏ này. Cái này là Phật Đản Xanh, là Phật ra đời á. Nó còn nhỏ Phật Đản Xanh, đây là Phật Đản Xanh đó. Xong thấy mấy người cái tượng bự này thì Phật Đản Xanh nè, em biết tại sao có 7 hoa sen không? Là Phật Đản Xanh khi sanh ra là có 7 hoa sen, đi trên 7 bước. Đây là 2, 4, 6, 7 7 cái hoa sen là Phật Đản Xanh. Có mấy người đây, chùa không có người nào hết chị ha. Chợ nãy giờ không thấy chùa. Bóng người luôn. Chỉ có ba đứa mình à. Linh Trần, chị Khanh với lại Tâm Hơ. Rồi bây giờ mình đi qua mình quay cái Phật nằm nha. Rồi. Ở đây có tượng Phật đứng là ông Phật Di Lạc. Đúng không? Đúng rồi. Em chỉ biết ông Phật Di Lạc à. Thì ông cười vui chưa? À. Rồi bụng ạ. Rồi ông bụng lấy hên. Bụng Phật Di Lạc này. Nhìn ông thấy hăng hỉ ghê không? Ừ. Nhìn thấy vui vẻ. Đây bên này. Mình lại mình đọc coi cái này viết người ta viết cái gì nha. Chị đọc đi.
mà không có một quẹt nào nó quớt hết trơn à. Một quẹt nào cũng hư hả? Ủa nãy giờ chị chưa thắp nhang luôn. Ơi mơ câm sao thấy đọc, hèn chi chị Khanh chị không có đọc được. Cho nên là các bạn nào mà muốn đi tới chùa này phải nhớ đem theo cái hộp quẹt nha các bạn. Tại vì ở đây không có thấy cái hộp quẹt, cái hộp quẹt nào mà thắp được nhang hết. Bên này là một cái tượng Phật nữa. Mờ quá vậy ta. Mờ quá. Cũng may là không có nắng. Nó ngược ánh sáng bạn. Ngôi chánh điện. Giờ mình đi vô trong một cái nha. Mình vô trong này. Wow, đẹp quá. Có cho quay không vậy? Đâu có thấy ai đâu. Xong rồi hồi nãy giờ là đi quay hết tất cả các bức tượng ở trong cái chùa này rồi, nhưng mà đặc biệt một cái là không thấy một ai luôn, không thấy một người nào vô trong cái gì chánh điện này nè. Tôi biết tại sao thấy ai luôn. Ở trên đây là xa, phải nói là ở trên này rất là xa. Ok, một cái khu cũng hơi là hẻo lánh ở trên Riverside. Và thường thường thì tôi biết rằng là nếu mà người ta muốn đi chùa đó, thường thường ta đi vào ngày cuối tuần. Cuối tuần thì ở trên đây rất là đông, hoặc là những lúc lễ thì cũng là rất là đông. Nhưng mà đối với cá nhân của chị thì chị biết thường sao với cá nhân của chị, khi mà chị muốn đi mà cầu nguyện á thì chị muốn lại thích yên tĩnh để cho muốn vắng phong vắng, đúng là có một cái duyên để mà đi cùng Cam Thơ tới đây để mà cầu nguyện và giới thiệu cho tất cả các bạn nếu mà ở xa có tới và muốn đến, còn không đi ngang qua cũng được thì tại vì đi trên đường Las Vegas đó, là đi ngang đường, qua đó tẻ hai ngõ khác nhau, nhưng mà phải nói có thể hướng ghé đi được hướng chứ. Đi là hướng đi từ của về hướng Las Vegas nha các bạn. Ok rồi, thôi bây giờ mình bye bye nha, bye bye, hẹn gặp lại các bạn.